Mọi người yêu cầu test cây Kumbu K50 Pro nhiều quá. Vậy thì ngày hôm nay mình sẽ test thực tế cho mọi người cây vật này. Cây vật này thì có hai màu sắc nha. Chúng ta có màu trắng và màu đen. Thì trên tay mình đây là màu đen, với cái thông số là 82g, điểm cân bằng là 290. Thì đây là một cây vợt có trọng lượng 4U. Nó sẽ thiên về cái khả năng, cái lối chơi công thủ toàn diện nha mọi người nhá. Chất lượng của cây vợt này như thế nào thì mọi người cũng nhìn thấy rồi. Minh chứng là những cái đánh giá 5 sao của sản phẩm này. Mọi người có thể click vào đây để tham khảo xem. Ngày hôm nay thì mình sẽ lần đầu tiên test thực tế cây vợt này trên sân, cho mọi người xem cái khả năng đập cầu này, thủ cầu, phản tạt của cây vợt này sẽ như thế nào. HV Shop thì sẽ tặng cước luôn cho mọi người và đa lên mặt vợt. Cái cước được tặng là cước VS68. Nó sẽ thiên về cái sự bền bỉ, nó sẽ không có cái tiếng nổ to đâu. Với những người mới chơi thì sử dụng cái sợi cước đó là hợp lý rồi. Và sẽ căng miễn phí lên mặt vợt cho mọi người. Mọi người muốn căng bao nhiêu kg thì để lại phần ghi chú của sản phẩm, hoặc mọi người đặt hàng xong